Huấn luyện viên Marco Pezzagioli là người tiếp theo nộp hồ sơ với mong muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay cho ông Tuchel. Nhà cầm quân này mang quốc tịch Đức, sinh năm 1968. Ông Marco Pezzagioli có sự nghiệp cầu thủ không mới nổi bật, nhưng là nhà cầm quân có danh tiếng tại Bundesliga. Năm 2010, ông Marco nhận lời làm trợ lý cho huấn luyện viên Ragnik, cựu thuyền trưởng của Manchester United. Cả hai có thời gian hợp tác ở câu lạc bộ Hoffenheim. Khi ông Ragnik chuyển sang Schalke 04, Hoffenheim bổ nhiệm ông Marco Pezzagioli làm huấn luyện viên tạm quyền cho đến hết mùa giải 2010-2011. Sau đó, ông Marco Pezzagioli trải qua nhiều thay đổi và thăng trầm trong sự nghiệp. Cựu cầu thủ Đức làm việc tại Cerezo Osaka của Nhật Bản, Quảng Châu Hoàng Đại của Trung Quốc hay Bengaluru của Ấn Độ. Gần đây nhất, ông Marco Pezzagioli làm giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Galatasaray, đội bóng được xem là đại gia của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Marco Pezzagioli không có nhiều thành tích thực sự ấn tượng ở các đội bóng mình đã đi qua. Để có thể nhận được công việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Marco Pezzagioli sẽ phải trải qua nhiều vòng kiểm tra từ VFF. Đồng thời, huấn luyện viên này phải cạnh tranh với nhiều đồng nghiệp khác từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ được chốt vào cuối tháng 5.